mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phản ứng thải độc trong khi theo thực dưỡng thường xảy ra vào thời gian đầu áp dụng thực dưỡng. Đây là những phản ứng cần thiết của cơ thể và không nên hoảng sợ. Cảm giác suy nhược, chân tay không nhấc lên nổi. Sau vài tuần cảm giác này sẽ mất đi. Đau đầu thường xảy ra vào những ngày đầu trong khi ăn số 7. Buồn nôn thường nôn cả đồ ăn và mật, ấm cơm. Đừng ngại, cứ ăn ít lại, vài ngày sau sẽ ngon trở lại, vẫn cứ làm việc bình thường. Chảy máu cam, đôi khi thổ huyết hoặc đại tiện ra máu, chảy máu tai. Hầu hết các triệu chứng này đều được cải thiện sau đó. Phụ nữ có thể ngưng kinh nguyệt từ 1 đến 6 tháng, sau đó sẽ lại có bình thường. Nam giới đôi khi có trạng chứng bất lực một thời gian ngắn. Thường xảy ra táo bón vào lúc đầu do thiếu hơi nước và do giảm lượng thực phẩm. Không nên dùng thuốc nhuận trường, chịu khó chờ đợi sự đi tiêu sẽ được điều hòa trở lại. Sụt cân, xanh xao do cơ thể tống các chất độc và chất dư thừa ra ngoài. Thường tăng đau nhức và sưng khớp xương tạm thời đối với bệnh phong thấp hoặc đau lưng, tức ngực, ù tai. Về tinh thần, có thời kỳ dễ phát cáu, chán đời. Người ta thường bỏ cuộc vào lúc này, cần phải tiên liệu trước để chịu đựng. Giấc ngủ ngắn lại thường có mộng mị lúc đầu, đôi khi rất nhanh nhưng không hề có sự mất ngủ. Nước tiểu thường có màu rất đậm và chứa nhiều chất lạ. Có trường hợp sưng mọng trái nhẹ, nước tiểu bình thường là trong, vàng sậm, đôi khi cảm sốt thình lình trong 24 đến 48 giờ, rồi dứt đi cũng thình lình. Mặc dù có cảm giác mệt mỏi vào lúc đầu, cũng cần phải tiếp tục công việc và cố gắng tập vài cử động thể dục hàng ngày. Phân định âm dương một số món ăn và thức uống. Ha ha ha,